một buổi trưa ấm áp tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hello anh em, chúc anh em một buổi trưa ấm áp. Tôi quay đi chú. Tôi quay nay review phụ tùng. Bữa giờ cũng lâu rồi không có quay review phụ tùng cho những anh em ở xa xem. Đây là một buổi trưa tại shop ha. Ông chú dễ thương qua ủng hộ. Chú ở đâu lần chú? Thủ Đức. Đây chú một cái. Ông chú dễ thương qua gắn mấy cái đồ full xe lên xe, xe của ông chú đẹp liền. Giờ vô vài món. Nãy chú vô gì? Về cơm mua xích đúng không? Về cơm mua xích, về mất tiền đẹp yên. Nói chung là ông chú gắn khá là nhiều ha. Hôm nay quay review cho những anh em ở xa xem phụ tùng 67. Bữa giờ cũng lâu rồi không có quay phụ tùng cho anh em xem. Hôm nay qua quay cho anh em xem những món phụ tùng ha, cập nhật những món phụ tùng gia công cho anh em xem. Lấy mấy chai nước suối cho ông chú Mập ơi. Đây, qua này quay cho những anh em ở xa xem ha. Quay cho những anh em ở xa xem phụ tùng cúp gia công. Ê cầm đi, quay đi, hồi sáng có lấy mấy cây ra mà. Đây, quay cho anh em xem. Đây, được nhiều anh em. Bữa trước là nhiều anh em dặn shop ha, dặn shop. Thì chắc cũng khoảng là 4 tháng rồi. Nếu mà vào đập lùng này là hàng shop đặt là khoảng 4 tháng rồi. Shop vừa mới làm anh em nhìn này nha ha. 100 cây, 100 mấy cây vào đập lùng. Và giá của anh nó thì những anh em mà có theo dõi kênh của shop thì anh em đã biết rồi ha. Đây, 450.000 một cây vào đập lùng. Anh em nhìn nha, từ nước si, từ chất lượng. Từ nước si, từ chất lượng. Quay ngược sáng rồi, quay ở đây đi. 450 một cây nước si. Anh em nhìn trên đầu này nha. Đây, đó, sắc nét nha. Thì những anh em mà theo dõi kênh của shop thì anh em biết rồi ha. Do đập lùng này khá là hot luôn, giờ bao nhiêu là hết bao nhiêu. Và giá của em nó là 450.000 một cây nha anh em. Do đập lùng mà những anh em nào mà dặn shop thì vui lòng liên hệ với shop nha, qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha. Thì video này thì shop sẽ review phụ tùng cho anh em xem. Thì cũng chắc cũng bữa giờ cũng lâu rồi không có quay phụ tùng cho anh em xem. Thì chiều nay thì shop sẽ quay cho anh em xem xe. Chiều nay xem con xe MD anh em. Chiều nay xem em xe MD này. MD Vin. Ha. Đây là khung cảnh một buổi trưa tại shop nè. Đó, nhân viên đóng hàng cho anh em ha. Thì shop sẽ review những cái món này, những cái phụ tùng cho anh em xem. Để tại vì mình không có chuẩn bị trước để mình lấy những cái món phụ tùng qua cho anh em ha. Hãy xem những cái món giống mấy cái bình xăng sinh là 50 đi khen. Quay cho những anh em ở xa xem yên. Từ phụ tùng 67, phụ tùng cúp lâu rồi không có quay nè. Túi nhét sườn. Túi nhét sườn 67 ở đây đi. Túi nhét sườn 67 ha. Giá không thay đổi. Thì những anh em nào mà chơi 67 đều biết cái túi này hết. Và shop xin giới thiệu lại nha. 150.000 một cái, vô lấy phụ kiện, mở hai cái đèn lên. Bữa giờ nhiều ông chú hỏi sao mấy hôm nay không thấy quay phụ tùng cho anh em xem. Thì hôm nay cập nhật ngày mấy ngày đi đi cơm anh ơi. Hôm nay coi anh ngày nay nhiều để quay cho phụ tùng cho anh em xem. Ngày 24 tháng 9 2022 thì tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn ha. Quay những món phụ tùng cho anh em xem, từ phụ tùng 67 với phụ tùng cúp luôn anh em ha. Đây. Đó, túi nhét sườn. Thì mỗi chiếc 67 là xài một túi nha, mình gắn vô cái nhét vô cái sườn là 150.000 một cái, chưa bao gồm phí ship ha, chưa bao gồm phí ship. Đó. Cấp lấy cái này ra luôn để quay cho anh em. Bình xăng CL. Sẵn thấy bình xăng CL thì anh em nào dặn shop bình xăng CL thì liên hệ với shop nha. Đây. Bình xăng lớn CL 50. Đẹp lắm anh em ơi. Đẹp lắm. Đây. Bình xăng lớn CL 50, đặc biệt ngày hôm nay giá của em nó shop càng lấy số lượng nhiều là giá nó càng dễ thương anh em ha. Giá của nó em nó càng dễ thương. Đây, 900.000 một cái. Quay cho anh em xem nha. 900.000 là full đầy đủ phụ kiện nha. Full đầy đủ phụ kiện hết anh em nhìn nha. Từ nước sơn tới phơm là chuẩn nha. Có luôn má xi, có luôn cao su cánh chim. Lấy bộ phụ kiện chưa Khang? Nắp xăng cho anh em ha. Và một bộ của nó là 900.000 một bộ nha. Full đầy đủ phụ kiện bình xăng lớn CL 50. Đó.
thì đi cái bình xăng lớn này luôn đi kèm chiếc Insane L50. Mình hôm nay mình sẽ quay những cái món hàng gọi là chất lượng, những cái món hàng cao cấp cho anh em xem nha, những cái món hàng gia công cho anh em xem đó, để quay cho anh em xem. Lấy phụ kiện Thanh ơi, lụm cái phụ kiện cho anh. Đây là yên đế sắt niệm liên á, thì bên shop là yên từ phụ tùng cúp với phụ tùng 67 là đều đầy đủ hết ha. Từ yên 67, yên 68, CL, CD đều đầy đủ hết. Yên cúp, yên 78, yên 81, 82, 84, 86, 88, DH, DD là có đầy đủ cho anh em nha. Anh những anh em nào mà chơi 67 và cúp, cứ việc theo dõi của shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là yên đế sắt niệm liên á nè, và giá của em nó là 620.000 anh em ha, 620.000 đó. Để đó cho anh đi, 620.000. Ở trong có này, có cái tem liên á nha, chống hàng giả nha. Đây anh em nhìn nha, đó, 620.000. Anh em nhìn từ nước da nè, từ lớp da nè ha, đẹp ha, đường chỉ đẹp ha. Đây quay cho anh em xem đó, đó, yên đế sắt niệm liên á anh em ha. Đây quay cho anh em xem, khi mà mình lên xe là bao ôm nha, khi lên xe là bao ôm nha, shop bao bảo đảm với anh em là ôm 100% nha. Mọc em về chiếc MD ra, em về chiếc MD, em dắt cái chiếc CL đây, anh quay cho anh em xem cái chiếc CL shop. Chiếc CL màu xanh đó, shop vừa mới dọn xong chiếc CL, là shop vô những cái món, những cái món combo, những cái món đồ hàng loại một của shop, thì shop quay cho anh em xem luôn ha. Đây một cái bình xăng lớn CL50, giá của nó là 900.000 một cái. Nó gồm có những gì? Nó gồm có cao su, có má si, có cánh chim đầy đủ nha. Cao su, má si, cánh chim đầy đủ. Để sắp gắn, sắp quay cho anh em xem luôn. Đầy đủ hết. Thì những anh em nào mà xem video có cần shop review những món gì, anh em cứ việc bình luận nha, để shop review cho anh em xem. Mấy hôm nay không có review phụ tùng, nhiều ông anh, nhiều ông chú hỏi ha. Thì mình không có chuẩn bị trước, mình thấy món nào thì mình quay món đó cho anh em xem. Đó, nó full đầy đủ phụ kiện. Còn nắp xăng nó hay gì anh Nhi? Có rồi. Đây, nắp xăng nha, nắp xăng, khóa xăng đầy đủ. Nắp xăng là hai chìa anh em ha, nắp xăng là hai chìa nha. Cái này là cái tem xanh chứ không phải là cái nắp màu xanh nha. Tem xanh đó, chim đầy đủ ha, chim dán đầy đủ ha. Để mở ra dán cho anh em xem luôn ha. Đây rồi, để cho anh đi, anh quay đó, dán luôn. Và giá của em nó, một cái bình xăng này là 900.000 anh em ha. Ship code toàn quốc nha, những cái món hàng bên shop đều nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu anh em ha. Đó, đây, để quay cho anh em xem từng món phụ tùng, từng món phụ tùng, khóa xăng, nắp xăng đầy đủ, anh em cứ việc yên tâm ha. Đây đến với shop phụ tùng 67 Quân Dễ Thương nhất Sài Gòn là đầy đủ đồ rất đồ cho anh em chơi hết ha, từ món hàng mới, hàng gia công này nè ha, khóa xăng, nắp xăng, cánh chim, cao su đầy đủ hết. Một bình xăng như vậy chỉ có 900.000 thôi anh em ha, chỉ có 900.000 thôi. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, shop quay sao thì đồ của shop vậy. Anh em mở ra, anh em kiểm tra đúng như những gì shop nói thì anh em nhận hàng, anh em thanh toán ha. Phí ship là bên mua chịu. Đó. Đây. Để quay cho anh em xem cho nó rõ ràng, nó chi tiết hơn. Gắn vô nó đơn giản lắm anh em. Cái này anh em ở nhà tự xử luôn cũng được nữa. Đó, chỉ có khi mà mình lên xe, khi mà mình đang sẽ dùng bình xăng 67 muốn qua bình danh dán CL ha. Muốn qua ơi, phải lụm giùm anh cái thôi khỏi đi. Đây nè, nắp xăng, khóa xăng đầy đủ ha. Chim. Đây. Đây. Đó. Ngon lành cành đào. Giá lại cực kỳ sinh viên nữa, chỉ có 900.000 một bình thôi ha. Còn yên thì 620.000 một cái. Đó.
để sắp qua đây sắp quay cho anh em xem. Đó, con xe sắp vừa dọn xong đó, chưa quay cho anh em xem. Đó, bình xăng mà khi mà lên xe, khi mà lên xe nè, cái này là chưa dán kim nha, cái này là chưa dán kim đó. Đây là những món đồ bên shop nè, những món đồ bên shop quay cho anh em xem nha. Di động CDS đó, những món này đi một vòng cho anh em xem, và khi mà lên xe anh em nhìn nha, xe dọn nè, đó đẹp ha, cực kỳ dễ thương. Rồi vô đây quay cho những món phụ tùng như là bộ nồi, cái thùng này sao ai để cái này lên đây vậy, dẹp dẹp cái này. Đây là những bộ nồi gia công, hàng gia công chống giọng hú bên shop nha. Nồi gia công chống giọng hú bên shop từ CD, từ 67, 81, 82, DH, DD, Win là đầy đủ anh em ha. Đây, những cái bộ nồi đang gia công nè, để quay cho anh em xem. Những anh em đặt nè, đã tin tưởng ủng hộ shop Bù Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn ha. Cái này đang gia công, cái này là chưa ráp nha. Một bộ đời mới, anh em lưu ý nha. Một bộ nồi mà chưa, mà shop chưa làm, giá của em nó là 380.000 một bộ. Còn mà shop làm gia công chống giọng hú là 600.000 một bộ anh em ha. Là 600.000 một bộ nha. Đây, đã được gỡ ra ha, mình gia công nó, độ chống giọng hú. Đã được rất là nhiều anh em thầy thợ đã tin tưởng và ủng hộ shop ha. Từ 67 CD, CL, 82, 84, Win, đầy đủ hết cho anh em. Đó, rồi đi qua đây. Quay những cái món phụ tùng, hôm nay thì mình quay phụ tùng 67 đi. Hôm nay mình quay phụ tùng 67 cho anh em xem đi ha. Phụ tùng 67 đi. Thì như thường lệ, thì gặp món nào thì sắp quay cho anh em món đó, tại vì nó nhiều đồ quá, không biết anh em cần món nào. Thì thấy món nào, nhớ món nào thì quay cho anh em món đó. Đây, quay những cái món linh tinh đi ha, những món linh tinh đi. Đây là nắp chụp 67 ha, hàng 11, hàng gia công. Tại sao kêu là hàng gia công? Anh em nhìn nha, chữ nét rõ ràng, màu sắc rất là tươi nha. Và đặc biệt của nó là Made in Japan ha. Made in Japan nha, đồng tiền sợi. Đó. Đây, anh em nhìn nha, cực kỳ đẹp luôn và giá là dễ thương. Chỉ có 140.000 một bộ thôi, một cái gì thôi. 140.000 một bộ ha. Đây, quay xuống đây, quay xuống đất, để đây luôn đi, quay cho anh em dễ nhìn. Thì mình không có chuẩn bị trước, mà mình thấy món nào thì mình quay cho anh em món đó cho anh em xem nha. Một cái combo, tại vì mình đi những cái chụp xi nhan đó, mà mình đi cái combo á, nó đẹp á, nhìn nó cái sáng cái xe lắm. Tại cái dàn đèn này là dàn đèn nó quan trọng lắm á, nó quan trọng lắm anh em ha. Tại mình chơi xe mà. Đây, anh em nhìn nha, Daichi gia băng, chụp này là chụp 67 vàng chanh, cầm rất là chắc tay nha, rất là nặng và màu sắc rất là tươi. Anh em nhìn nha, và một cái chụp như vậy là 50.000, bốn cái chụp là 200.000 anh em ha. Bốn cái chụp xi nhan vàng chanh 200.000 một bộ, ship code toàn quốc hết đó. Và một bộ như vậy, một bộ như vậy là 340.000 anh em ha. Ship code toàn quốc hết, anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em mới thanh toán phí ship là bên mua chịu. Đó, cái này là dàn màu, nó rất là vô xe rất là tươi nha, vô xe rất là tươi. Anh em cứ việc yên tâm. Đó, shop sẽ cố gắng về những cái món hàng gia công, những cái món hàng mình đặt làm ha, những cái món hàng mình đặt làm, những cái món hàng mà về cho anh em. Vô xe, nó phải là 1-1 với Vin, nó là phải là 1-1 với Vin. Vô nhìn cái xe nó sáng sủa, nó liền lạc. Đó, để bỏ vô sắp quay tiếp những món phụ tùng khác cho anh em xem nha. Như là ba ga nè, ba ga kèn heo. Lâu rồi không có quay review xe cho anh em, review phụ tùng cho anh em. Và nắp chụp xanh đỏ nè, nắp chụp xanh đỏ, anh em nhìn nha. Nắp chụp này thì những anh em ở xa biết rồi ha, những anh em ở xa biết rồi ha. Đây là của 72 nha, nắp chụp xanh đỏ gắn vô 67. Cái này nhiêu cái quên rồi ta? 150.000 một cái anh em. 150.000 một cái, ship có toàn quốc luôn ha anh em ha. Ship có toàn quốc luôn. Gắn vô, khi mà mình gắn vô bình xăng con á, mình gắn vô á, nó che cái bình xăng con lại, đẹp lắm. Nó như zin luôn. Và đây. Đó. Bát.
bát bình xăng lớn 67 CL. Thì bát này sắp qua có review cho anh em rồi, nhưng mà qua đây để sắp nói sơ lại cái nữa cho anh em ha, cho nhiều ông chú, nhiều khi ông nhiều ông chú mới xem video của sắp lần đầu đã sắp quay không. Khi mà mình từ một bình xăng 67 mình vô bình xăng CD hoặc là CL, thì một là nó CL thì nó dài hơn, CD thì nó ngắn hơn, thì mình bị lục hổ thường, thì mình mua một cái bát này, một cái bát bình xăng này bỏ vô đây đó anh em thấy ha. Còn đây là kẹp cái yên vô là cứng khừ cái bình xăng, xiết ốc cứng khừ luôn. Một là mình hàn, hai là mình khoan thẳng vô sườn luôn, khoan thẳng vô sườn này luôn, bắt ốc vô, rất là đơn giản và rất là dễ làm. Anh em ở nhà tự làm tự chơi cũng được ha, đó ở nhà tự làm tự chơi, khoan canh sẵn cho nó ôm vô cái bình xăng rất là đẹp. Tại vì mình chơi cái này mình phải tỉ mỉ anh em ha, mình chơi mấy cái 67 là mình phải tỉ mỉ. Những cái món như là phụ tùng như điện sườn nè, chim nè, tem nè, đó như là tem, một bộ tem 67, một bộ tem SS50, giá của em đó là 160.000 một bộ anh em ha. Tem 67, tem CL, tem CD đầy đủ hết đó, không thiếu món nào hết. Qua phuộc, qua phuộc cái gì vậy Mộc? Một bộ tiền nước hả? Như là để này Mộc, đây quay vô cho anh em xem phuộc đi, lâu rồi không có quay phuộc. Thì cái phuộc phuộc 67 mà chân 2 tầng này á, thì đã được xa gia công, shop gia công làm. Nó là ti 10 ly nha, nó là ti 10 ly anh em ha, ti 10 ly chân 2 tầng và giá của nó là 620.000. Thì hôm bữa giờ trên thị trường thì shop đã đặt làm, và shop đã làm khoảng 300 cặp rồi, xài rất là ok, xài khá là ok, ổn định. Rất là nhiều ông anh nhắn tin là ok, phuộc ok. Tại vì mình đã gia cố rồi nó đúng như của 67, để shop tới cây 67 nha. Một cây 67, cây phuộc 67 á, là giá của nó là 450.000. Và ti nó là ti 8 ly, còn của mình là ti 10 ly nha. Mình gia công ti 10 ly ha. Chân là chân 2 tầng, có gắn nhẫn luôn anh em ha, có gắn cặp nhẫn luôn. Anh em về là chỉ có bỏ cặp cũ ra, bỏ cặp này lên thôi. Và giá của nó là 620.000, chưa bao gồm phí ship. Đó, đã mình đã đặt làm và mình bữa giờ là từ sỉ tới lẻ luôn, là mình khoảng gần 300 cặp rồi, khá là ổn định và không nghe ai mắng vốn hết, khá là ok. Đó, thì ngoài những món đó ra thì mình có như là cúp nè, phuộc cúp, phuộc cúp tâm, phuộc 67, anh em bày đủ hết. Phuộc nai, từ nai Vin hàng 11 tới nai nai Thái, nai Vin. Còn đây là phuộc một ít ha, còn đây là phuộc một ít đây nè, phuộc một ít. Thì những anh em mà thích dán một ít thì cái này là bự hơn nha, cái này là bự hơn nha anh em. Đó, một ít nó có hai màu đỏ và đen, và giá của nó sắp gắn luôn nhẫn luôn, đúng zin của thằng một ít á, là nó không có nhẫn ở đây anh em ha, nó không có ống nhẫn. Nhưng mà thường bây giờ anh em chơi á, người ta sợ bể cái ống nhựa ở đây uổng, đây anh em gắn cái nhẫn ở đây, nó kìm lại, nó giữ lại, nó cứng cáp hơn được, mà nó đẹp hơn nữa, cái độ thẩm mỹ nó cao nữa. Và giá một em như vậy là 850.000 anh em ha, 850.000 nha. Anh em nào không lấy nhẫn trừ ra ha, anh em nào không mà không có nhẫn nó trừ ra. Thì cái phuộc một ít này nó có hai màu anh em ha, một loại đỏ, một loại đỏ và một loại đen anh em ha, một loại đỏ và một loại đen, đầy đủ hết, từ pha đèn 67 68, để rồi quay kia 72, lâu rồi không có quay cây 72. Hồi hôm kia ông chú kia cũng hỏi có không, tại vì những anh em nào mà chơi 67 bậc cúp á, cứ việc điện thoại đặt hàng shop, hàng bên shop là phụ tùng 67 bậc cúp là sẽ có đầy đủ cho anh em, từ zin tới hàng mới luôn ha, từ zin tới hàng mới tới hàng gia công. Thì bô bắt thì bên shop thì anh em biết rồi, có cái bát không được mình giùm anh cái bát cái đi. Thì bô bắt bên shop thì anh em biết rồi ha, một cây bô bắt 72. Thì bên shop là không có chơi bát dẹp nha, thị trường có nhiều chỗ nó bán lấy bát dẹp cho anh em, còn shop là phải bát tròn. Bát tròn nó chắc chắn, nó không có bị rung bô nha, nó không có bị lắc bô, mình là bát tròn ha, bát tròn hết. Và giá của nó là 1.150.000 một cây. Đây, để quay cho anh em thực tế, quay cho anh em chi tiết luôn, rõ ràng cho anh em về ha. Mình là buôn bán hình ảnh phụ tùng, giá cả là rõ ràng ha, giá cả rõ ràng. Cái nào là loại 1 báo loại 1 nha, loại nào Thái báo Thái, cái nào là
hàng loại 2 thì báo loại 2 cho anh em. Và shop bán lúc nào cũng vậy nha, từ nước si ha, từ nước si, chữ HM361 rõ ràng chi tiết nha. Và những chiếc xe dọn bên shop thì anh em biết là bô nghe rất là hay, mình rất là tự tin về cái chất lượng bô của mình nha. Giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 1.150.000 một cây ha, đúng hàng loại 1 luôn, bát dày, bát bùi dày dày. Và giá của nó là 1.150.000 một cây, ship code toàn quốc. Nhây, em chào mọi người các ơi, nhân viên của em đóng đây là những đóng hàng cho anh với camera đang quay cho anh em nữa, với thằng em nữa đang cho bạn cho mời. Bên đây á là những bé là gói hàng, đóng hàng, xuất hàng cho anh em. Còn bên chỗ làm xe là có em Mập với hai thằng em nữa là làm xe. Thì nói chung là mỗi người có một nhiệm vụ. Thì đây đầy đủ hết, những anh em nào mà điện thoại cần tư vấn cứ việc liên hệ với shop qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha. Bên shop em là từ dàn ngoài nha, dàn chân, từ dàn ngoài, dàn chân, dàn phuộc, dàn mái là đều có đầy đủ hết cho anh em, và luôn hỗ trợ kỹ thuật về phần kỹ thuật cho anh em ha. Từ như bình xăng con những nhiều loại lắm. Bình xăng con bên shop là từ bình R, bình 67 nha, bình R, bình Senta ha, bình Đài Loan, rồi bình 125cc. Thì bình 125cc thì có Nibi, có Nova, nói chung là nhiều lắm, bên shop nhiều lắm. Và những cái món hàng như là đồ máy, lốc máy, lồng lốc đầy đủ hết, và có gia công cho những anh em thầy thợ luôn ha. Có nhiều anh em thầy thợ ở xa người ta không làm đồ được, shop có hỗ trợ làm đồ cho anh em luôn ha. Còn vài ngày nữa thì shop sẽ quay review những cái bình xăng mà có nhiều ông anh mà xem đó, là đây là những bình bay chai. Đây là những bình xăng hàng gò, được đặt gò nha anh em, nhìn nha, chuẩn 1:1 luôn đó, đặt gò nó nhiều lắm. Bên shop là nhiều phụ tùng lắm anh em, nhiều phụ tùng lắm, như là từ nói chung là từ cúp với 67 là đầy đủ hết. Và phuộc MD thì bên shop lấy ra mới thấy, phuộc MD Gin bên shop thì còn khoảng 2 cây. Thì những anh em nào mà đặt shop bữa trước về chục 7 cây xong mà về 5 cây, bây giờ còn 2 cây. Những anh em nào mà đặt shop thì vui lòng liên hệ lại shop nha. Thì còn 2 cây thôi ha. Đồ MD thì nhiều, đồ MD thì shop nhiều lắm anh em. Vài bữa nữa thì chắc khoảng tuần sau về mấy chiếc 88 gã xe kho cho anh em, mấy chiếc cúp 88 á, gã xe. Thì những anh em nào mà chơi cúp đợi shop tuần sau xả ra cho anh em ha, báo giá trực tiếp trên video cho anh em luôn ha. Mình bán đồ rất là rõ ràng nên anh em cứ bị yên tâm, những ông anh, những ông chú cứ bị yên tâm. Shop ra cái video đó anh em xem qua, nhớ bấm like và chia sẻ giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thì xe thì chiều nay shop lên một con MD, review một con MD cho anh em xem ha, review một con MD cho anh em xem. Bữa giờ nhiều ông chú hỏi sao mấy hôm nay không thấy mày lên clip phụ tùng. Chống ông già có một ông già nha, si có nè, ram có, si vàng có luôn, đầy đủ hết, không thiếu món nào cho anh em hết. Anh em chơi món nào cứ việc liên hệ với shop. Và những anh em nào bữa trước mà hỏi shop cái bình xăng MD thì vui lòng liên hệ với shop nha. Hôm bữa giờ về mà không có quay cho anh em xem, bữa giờ về mà không có quay cho anh em xem nha, với ba ga chuột, cái mẫu ba ga chuột này là cực hot luôn, gắn được các dòng xe 67 68 luôn ha, CD cũng gắn được luôn, CD đi CD 90 dài gắn được hết luôn ha. Một cái ba ga chuột hàng đặc biệt 330.000 một cái nha, chiếc có toàn quốc đây đó, 330.000 một cái rồi. Chúng là còn về composite thì chiều nay là xong, về composite thì chiều nay là xong thì chắc cũng phải ngày mai shop sẽ review cho anh em xem ha. Cảm ơn nha anh em đã xem video nha, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Bye bye và chúc anh em một buổi trưa ấm áp. Bye bye anh em, bye bye. Nhiều món phụ tùng quá là không có review hết cho anh em xem được, nên gửi anh em vài tấm hình cho anh em xem ha. À, đây khóa cổ, đây là bộ 4 dây giả zin, đây bộ 4 dây giả zin 150 một bộ anh em ha.
kiến thái. Kiến thái 350.000 một cặp nha anh em. Còn ốc nối nè, anh em nhìn ha, nó nằm ở dưới ngay cái lốc nồi, ở hàng gia công mới có nha anh em. Ở đây là logo Honda, 120.000 một cái. Đó, cao su định vị, sắp báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Bao su định vị là 120.000 nha. Cốc xi thái 200.000 một cái. Những cái món là sắp báo giá trực tiếp cho anh em luôn. 4 chân xi nhan MD là 150 ha. Còn đây là chim, logo chim gắn má xi bình xăng 67 nha, đẹp lắm anh em. Nắp xăng 67 như zin, hàng 11 100.000 một cái. Đó, bát này thì nãy shop có review cho anh em xem rồi ha. Đó, má xi cao su 130.000 một cặp anh em ha. Còn là bát 67, bát bô 67 loại dày nha anh em. Đó. À, những anh em nào cần shop review những món gì cứ việc bình luận ha. Cứ việc bình luận cho shop, shop biết anh em cần những món gì, shop sẽ review báo giá trực tiếp cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.